Rồi, rút tiền thì cũng chưa tới 2 phút. Thứ nhất là bạn quất 5 mã, bạn sẽ được thẻ cào 20.000 hoặc Momo 20.000 từ mình. Phải có một cái chương trình tri ân là phát hai thẻ 20k hoặc là 20k Momo cho hai người may mắn khi mà xem video của mình và like và comment. Thì mình chỉ cần quay random ra, nếu mà quay ra chúng bạn. Khi mà đây thì mình sẽ nhắn tin với bạn này, trả lời thì bạn chỉ cần chụp cái hình này lại và tham gia cái nhóm rồi gửi hình lên nhóm. Đấy, thì mình sẽ liên hệ bạn là để trả thưởng cho bạn thôi. Hello, xin chào, chào mừng bạn trở lại với channel của mình Quốc Bảo đây. Thì ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn đào coin từ con Tronbet. Thì ra mình đã làm 3-4 video về những con Tron này rồi á. Thì hiện cái nào thì cũng đào được hết trơn á, nhưng mà bạn phải bỏ một số tiền vô thì bạn mới đào được. Thì một ngày mình sẽ đào được tùy app 3%, 6%, 5%, thì mình thử với con app này bao nhiêu phần trăm, nhưng mình sẽ review cho bạn. Bạn nào muốn chơi thì chơi, không muốn chơi thì thôi, thì bạn có thể xem video khác. Thì mình có một cái series kiếm tiền từ website là bạn có thể vô ra bạn xem. Thì mình quay random mà mình để ở cuối video nha. Bạn nào may mắn thì bạn có thể trúng được hai cái cạc 20k thì mình, một người được một người được 20k. Rồi, bây giờ thì mình sẽ vô vấn đề chính nha. Thì các bạn muốn tham gia thì bạn phải tạo tài khoản. Thì nhập số điện thoại ở đây, ví dụ như số điện thoại của mình là 0391113020. Mật khẩu cũng phải ghi là từ 1 tới 3 cũng được, nó. Ở đây cũng được. Đấy, mình chỉ cập nhập đúng mã 111 rồi nhấn chữ đăng ký lại xong. Thì mình đăng ký rồi, bây giờ mình chỉ đăng nhập thôi. Rồi, đăng nhập thử nha. Nhập thành công bạn. Nó có phiên dịch tiếng Việt luôn á. Đây, bạn có thể đọc sơ về nó. Cho nó mỏ khai thác lớn, thường đây là một mỏ mà. Thì đây rút hàng ngày là 2,5%, thấp hơn những app khác nha. Thì bạn gửi tối thiểu nè. Tối thiểu là 5 cho tới 2 như đây là như ta 29.000 đúng không? 29.000. Thì là rút hàng ngày là được 2,5%. Gửi 30.000 cho tới 199.000 thì được 3%, hay mày cứ nhân đôi lên khá là nhiều vậy nè. Đấy, rút hàng ngày á là được rút tiền hàng ngày là có 2,5%, tùy các rút tối đa là 8%. Thì mình sẽ rút sẵn mà nạp vô mình rút thử bạn xem nha. Đây, cái việc của app đây, bây giờ mình sẽ nạp tiền vô thử xem bao nhiêu phút nó vô và mình sẽ rút tiền luôn. Gửi tiền nhé, chỉ gửi tiền thôi nha. Gửi tiền. Đấy thì nó sẽ hiện là một cái địa chỉ giống như vậy, bạn cần phải sao chép địa chỉ. Rồi, bây giờ bạn trở qua bên đấy, Bitcoin hiện tại 47k rồi, đây, nhấp vô Tezos. Thì bạn chưa, bạn nào mà chưa có tiền nữa, chưa có tiền cho tài khoản đúng không? Thì bạn muốn nạp vì 5 đồng bạn muốn đổi sang coin đó, bạn nhập cho dịch B2B nè. Đấy. Thì bạn có thể mua hoặc bán, bạn có thể mua cái đồng BUSD hoặc là USDT, bạn nhấp vô chữ mua. Khi mua xong á thì nó sẽ hiện bên cái ví bên đây của mình nè. Wishbox. Đấy. Thì khi có ví cái đó rồi thì bạn vô đây bạn gõ từ khóa là Tezos. Thì bạn nếu bạn bạn có BUSD thì bạn dùng BUSD, bạn có USDT thì bạn dùng USDT. Lít thử nha. Rồi. Đấy, thì bạn nút nút mua. Thì bạn chọn số lượng bao nhiêu bạn mua 500 thì sẽ tốn 35 đô. Đó, bằng khoảng 500 bạn mua 35 đô là 500. Thì mình có sẵn là 50 rồi mà chính đầu tư thử 20 cho bạn xem thôi. Thì mình không khuyên bạn chơi. Đấy, không khuyên bạn nạp. Đấy, mình sẽ không chịu trách nhiệm. Thì rủi ro cao thì lãi sẽ cao và ngược lại. Đấy, mà đây mà chỉ là video review và giới thiệu thôi. Bây giờ nhấn chữ join mà nó có nha. Nhấn chữ rút tiền. Gửi qua mạng lưới tiền mã hóa nè, thấy chưa? Rồi, mình sẽ nhấp địa chỉ. Copy nè, copy vào. Sau đó trở qua đây. Dán vào. Nhớ đúng nha, join TC20. Tối thiểu là gửi 2, tối thiểu là 2 mình sẽ gửi 20. Rút. Đấy, xác nhận. Đấy, gửi. Đã xử lý lệnh rút tiền. Đấy, trong thời gian đó thì mình sẽ trở qua app. Mình sẽ giới thiệu cho bạn sơ về app. Nhà nè. Thấy một chữ nhà. Đấy, thì ở đây nó sẽ hiện như đây. Thứ nhất á, là nó có chữ đội, đăng lại và đăng xuất. Thì đây là ví tiền của mình, hiện tại nó chưa vô. Nhớ nha, nạp tiền xong, gửi tiền á, bạn phải nhấp chữ nhận số tiền gửi nè. Thôi, khi nhấn nút nó rồi xong thì bạn chỉ đợi thôi. Đợi ở đây là sao? Rồi kéo xuống bạn đợi ở đây á là bạn bè thì bạn sẽ giới thiệu được là có 3 cấp. Người đầu là bao nhiêu phần trăm đó, thường là 10%, rồi sau là 5%, rồi cuối thứ ba là 3%. Đấy, bạn giới thiệu và người đó giới thiệu người khác giới thiệu người nọ thì sẽ được thưởng thôi. Xuống. Tới cái phần nhà nè.
rồi kéo xuống, kéo xuống, kéo xuống. Đấy thì nó sẽ có mô tả về cái cho này hiện tại là bao nhiêu thành viên. Thì ba bốn mấy cái app mình đã giới thiệu trước á, thì cái app nào hiện tại rút tiền thành công tại cũng 4 ngày rồi, ngày nào của mình đã rút thành công hết á, thì mình cũng thấy cũng được. Nhưng mà những đối tác này thì mình thấy nó sao sao á, thì mình thấy nó bất ổn cái chỗ đối tác này thôi. Mấy cái app này thường là lãi nó cũng khá là ổn, 2,5% đúng không, 2,5% nếu có bình thường là một tháng là được 60 mấy phần trăm, người bạn là mấy mấy trăm thì app này thì cũng được đó. Nhưng mà mình không khuyên bạn đầu tư, đầu tư thì bỏ số tiền nhỏ vào thôi, đấy tiền nhàn rỗi thì đừng có đầu tư nhiều. Thương mại nè, đây nó sẽ hiện ra một doanh thu nhấp nhận, vâng nhận ra nè, nhận ra 6% này chắc cho vui thôi chứ gì. Đăng lại ở đây là một mã giao dịch bằng bà, bạn chỉ cần copy cái mã này cho người khác, người khác click vào tạo tài khoản thì bạn sẽ được thưởng. Rồi tới đây đội danh sách lợi nhuận, đội là nãy cho bạn xem đó, thành viên này nọ đó, danh sách lợi nhuận đây là lãi mỗi ngày. Chuyển tiền cơ bản hay cái này nè, là khi bạn giao dịch bạn bè tài khoản khuyến mãi á, thì nó sẽ cộng ở đây. Khi bạn bè bạn nạp vô thì bạn sẽ được hưởng ở đây nè, bạn muốn chuyển nó qua thì nạp số lượng đấy, người nhập mật khẩu nó sẽ chuyển vào khoản cơ bản và bạn rút tiền thôi. Nó xuống thông báo sau này này không có gì cần thiết. Đây bạn đã vô nè, mình đã nạp 20 nên nó vô 19 này nè, chưa tài khoản nó kích hoạt. Bây giờ mình sẽ rút tiền thử nha, nó chỉ rút tiền 0,47 để một ngày là 2,5%. App này cũng hơi thấp cho những app khác. Rút tiền thì giờ bạn trả qua Binance, chọn đúng TRC. Rồi nó chỉ nạp tiền nè, chọn mã lưới cho nó TRC20. Đấy sao chép nó. Rồi trả qua, dán địa chỉ ví dưới đây, chọn đây, chọn số tiền rút 0,0.47. Rồi tới nhập mật xác nhận, rút tiền thành công. Đợi khoảng chút xíu rồi để coi mình có tiền bao lâu nó về. Hiện tại là 1:56 rồi, 2 giờ rồi, thì mình nghĩ tầm 2 giờ nó sẽ qua tới, nó sẽ hiện thông báo ở trên cái thanh thác ba của mình thôi. Hiện tại số dư của mình là 32,39 nha, thì mình đợi thử coi nó cộng lên bao nhiêu. Thì hiện tại mình cũng có đắt đây 32,39 giờ đó 286 rồi đúng không, nó cộng lên nè. Hey. Rồi rút tiền thì cũng chưa tới 2 phút này, chứ rút tiền tự động các bạn. Nhưng mà tuổi thọ mình không biết bao lâu thôi, nếu mà tuổi thọ này lâu á, thì đầu tư được thôi. Nhưng mà mình khuyên bạn cân nhắc trước khi đầu tư. Đầu tư bạn cần phải là người đầu tư thông minh, tư bán một khoản nào đó thôi, không cần nhiều. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video hôm qua mình đăng nè, 26. Ngày kia là mình đã nói chương trình là khi bạn comment phía dưới video của mình thì một video thì mình sẽ cho hai bạn bạn 20.000 tiền Momo thẻ cào. Bây giờ mình sẽ qua random. Đấy, chọn một người ngẫu nhiên. Thứ nhất là bạn Quốc Nam Mã, bạn sẽ được thẻ cào 20.000 hoặc Momo 20.000 từ mình. Thì mình sẽ vô mà trả lời câu hỏi của bạn, bạn chỉ cần chụp hình lại thôi. Thứ nhất. Bạn thứ hai đó là Kha Uyên 3/6 thì giống vậy luôn, mình sẽ chụp hình đăng lên nhóm. Hai bạn trúng. Rồi ok. Cảm ơn các bạn đã xem. Nhớ là lên nhóm nha, đăng lên nhóm, ảnh chụp lên nhóm thì mình sẽ phát cho bạn được.